Xin chào các bạn, đây là chiếc microphone móc tai dùng cho bộ thu phát không dây của Toa. Thông thường thì những chiếc microphone của hãng Toa đó có hệ sóng rất tốt các bạn. Đa số là Toa người ta sử dụng là cặp áo là chủ yếu, nhưng hôm nay mình sẽ offer cho các bạn về chiếc microphone móc tai. Thì chiếc microphone móc tai này nó sẽ làm cho âm thanh nó hay hơn, mạnh hơn và rõ ràng hơn. Bạn nào muốn đạt chất lượng về sóng nè, đó, và tiếng to rõ thì mình có thể sử dụng chiếc microphone móc tai này. Tiếng nó nhạy lắm các bạn. Đi. Lô 1 2 2 5 6. Thì chỉ cần mở cái nguồn lên là tiếng nó đã hút rất là mạnh rồi. Đó. Bạn nào muốn mua cái chiếc microphone móc tai, máng tai này hoặc là choàng đầu đó, để sử dụng cho hệ thu phát của Toa thì liên hệ bên mình. Mình sẽ giới thiệu cái loại móc tai này cho các bạn, rất là chất lượng, âm thanh rất là hay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.